chiến sĩ công an khiến cả xóm phải chú ý vì tiếng rao kỳ lạ giữa trưa. Khi dịch Covid-19 bước sang giai đoạn cao điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu dân cư bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị 16, quận cách ly quận, xóm cách ly với xóm. Để người dân trong các khu vực này luôn đảm bảo lương thực thực phẩm, chính quyền địa phương đều gắng sức hỗ trợ, phối hợp với các nhóm thiện nguyện, cán bộ trực chốt kiểm dịch, phân phát đồ ăn, rau củ tới cho bà con. Một trong những điều khiến cho người dân cảm thấy an tâm, ấm lòng, đó chính là sự tận tình của các cán bộ như anh công an trong clip dưới đây. Ở giữa con hẻm nhỏ, sự xuất hiện của chiến sĩ công an mặc quân phục xanh khiến cho cả xóm phải chú ý. Một người dân trong khu xóm đã quay trộm khoảnh khắc này với vẻ thích thú. Chiến sĩ công an lỉnh kỉnh ôm chồng rau trên chiếc xe máy, một tay cầm rau, tay còn lại cầm loa phát thanh rồi cất giọng. Người dân trong con hẻm lúc này mới chậm rãi ra nhận mớ rau muống tươi xanh mơn mởn, được trao tận tay từ đồng chí công an. Được biết, clip trên được ghi lại tại phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dân tình sau khi xem xong đoạn clip đã bị tiếng rao dễ thương của chiến sĩ công an làm lay động. Nhiều người đã để lại lời chúc sức khỏe và câu nói hài hước như: tiếng chào hàng dễ thương ghê, hết dịch, anh công an lại có thêm nghề tay trái đi bán hàng rong, chắc chắn sẽ đắt khách lắm đó. Rao rau riết rồi chuyên nghiệp luôn, chúc anh nhiều sức khỏe. Hãy theo dõi và đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.